Chào mừng các em đến với tiết học mỹ thuật. Cô là Lâm Thị Tuyết Nhung. Trường bước vào phần khởi động. Họa sĩ Nguyễn Văn Chánh là người nổi tiếng về vẽ tranh sơn dầu đúng hay sai? Các em hãy trả lời câu hỏi cho cô. Sai. Ông là họa sĩ chuyên vẽ thể loại tranh lụa. Đây là những tác phẩm của ông. Bức tranh sơn mài nghỉ chân Minh Đời là tác phẩm của họa sĩ nào? Tô Ngọc Vân. Họa sĩ nào là viện trưởng đầu tiên của Viện Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Viện Nghiên cứu Mỹ thuật Việt Nam? B. Nguyễn Đỗ Cung là họa sĩ đầu tiên của Viện Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Viện Nghiên cứu Mỹ thuật Việt Nam. Phần khởi động thứ tư, bức tranh Bác Hồ với thiếu nhi ba miền Trung Nam Bắc là bức tranh lụa được họa sĩ Điệp Minh Châu vẽ bằng chất liệu gì? Hôm nay chúng ta học bài tiết 24 vẽ trang trí địa tròn. Các em hãy quan sát những cái hình địa tròn này. Quan sát tiếp cho cô 6 cái đĩa này và hãy cho cô biết công dụng của đĩa tròn trong đời sống. Đĩa dùng để đựng thức ăn, đĩa dùng để trang trí. Đĩa tròn còn có thể làm đồng hồ, treo tường, trang trí. Đĩa có chất liệu gì? Các em hãy quan sát 6 cái hình này và cho cô biết đĩa có chất liệu gì. Câu trả lời là đĩa thứ nhất làm bằng chất liệu mây che đan. Đĩa thứ hai làm bằng chất liệu rốm sứ. Đĩa thứ ba làm bằng đồng. Đĩa thứ tư là gỗ, đĩa thứ năm là thủy tinh, đĩa thứ sáu là làm bằng nhựa. Giờ chúng ta qua phần họa tiết. Họa tiết, các em hãy quan sát 6 cái đĩa tròn này và có họa tiết gì, các em hãy cho cô biết. Câu trả lời là đĩa thứ nhất vẽ con vật, đĩa thứ hai vẽ hoa lá quả, đĩa thứ ba vẽ chữ, đĩa thứ tư vẽ con người, đĩa thứ năm vẽ phong cảnh, đĩa thứ sáu vẽ hình kỷ hà. Về sắp xếp bố cục, các em hãy quan sát 4 cái đĩa này và cho cô biết cách sắp xếp bố cục của cái đĩa hình tròn. Cách sắp xếp bố cục là thứ nhất là bố cục nhắc lại, thứ hai là mảng hình không đều kết hợp với đối xứng xen kẽ, thứ ba là đối xứng, thứ tư là xen kẽ. Đây là 4 bước sắp xếp bố cục trong trang trí đi chọn. Các em hãy quan sát màu sắc của 6 cái đĩa này. Trong thời gian chờ đợi các em quan sát, cô sẽ cho các em nghe nhạc. Thank you.
Rồi, hãy trả lời cho cô biết 6 cái đĩa này màu sắc như thế nào. Câu trả lời là 6 cái đĩa này mỗi đĩa một kiểu màu khác nhau, nhưng 3 cái đĩa trên thì màu sắc nhẹ nhàng, trang nhã, tạo cảm giác sạch sẽ, ngon miệng. Còn 3 cái đĩa dưới màu sắc tương phản, bổ túc trong đĩa trang trí làm tăng vẻ đẹp của đĩa. Các đĩa này có thể là có màu xanh, có màu cam, có màu hồng, có màu xanh lá, có màu vàng, có màu tím, có màu đen. Rất là nhiều màu, sử dụng rất là nhiều. Có nhiều cách dùng màu, các em có thể sử dụng màu từ màu sáng chuyển dần qua màu tối. Các em có thể dùng màu trung gian là giữa hai màu phối với nhau, tạo thành một màu trung gian. Khi mà sử dụng màu, các em phải làm nổi bật được trọng tâm của bức tranh thì bàn nó mới đẹp. Chúng ta bước vào phần 2 là mã cách vẽ. Đây là 4 bước vẽ. Các em hãy quan sát cho cô. Trong thời gian quan sát, cô sẽ cho các em nghe nhạc tiếp. Rồi, cô sẽ minh họa từng bước một to ra cho các em dễ nhìn. Bước thứ nhất, chúng ta kẻ chụp. Kẻ chụp đối xứng. Có thể kẻ hai chụp hoặc là nhiều chụp tùy vào cái sở thích của các em. Muốn đối xứng nhiều thì kẻ nhiều chục. Qua bước thứ hai, phát mảng hình bố cục. Bắt đầu chúng ta phát từng mảng, mảng lớn, mảng nhỏ. Chúng ta bước vào bước thứ ba, vẽ họa tiết. Các em hãy quan sát nha, cách vẽ họa tiết. Dựa vào cái bố cục chúng ta đã vẽ rồi, chúng ta sẽ vẽ họa tiết vào cái chỗ đó. Phần chính giữa của cái đĩa là họa tiết, mảng hình không đều. Còn ở dành đĩa là họa tiết xen kẽ. Rồi chúng ta bước qua bước thứ tư. Bước thứ tư là vẽ màu. Vẽ màu thì các em vẽ tùy thích.
Các em hãy quan sát kỹ màu sắc của bức tranh này. Màu sắc của cái đĩa này thì nó có hình hoa sen và một chiếc lá sen. Hoa sen thì nó có cái màu hồng, từ hồng nhạt cho đến hồng đậm, chuyển dần qua hồng đậm. Còn lá sen từ màu sáng chuyển dần qua màu đậm. Còn cái nền thì người ta để màu hơi đậm đậm chút xíu, màu xanh đậm đậm chút xíu, để làm nổi bật cái hoa sen màu hồng. Còn cái viền, thì là cái cũng là cái bông sen, nhưng bông sen nhỏ hơn, cũng là cái lá sen nhưng lá sen nhỏ hơn phần trong. Khi mà các em vẽ, các em phải làm nổi được cái trọng tâm của bức tranh, làm nổi được trọng tâm của cái đĩa này thì bức vẽ nó mới đạt yêu cầu. Qua 4 bước vẽ, cô sẽ cho các em xem một số họa tiết và màu sắc của các bài vẽ. Các em hãy quan sát, trong thời gian quan sát cô sẽ mở nhạc cho các em nghe. Rồi hết thời gian quan sát, tiếp tục. Các em hãy quan sát tiếp. Đây là bài của học sinh năm trước. Rồi, hết. Bước qua phần 35 mã bài tập thực hành, các em hãy trang trí đĩa tròn đường kính 16cm chất liệu tùy chọn. Bài học đến đây là kết thúc. Chúc các em sức khỏe dồi dào.